Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi 1967 thân mến, sự đời lắm cảnh đảo điên, phước ai nấy hưởng tùy duyên tùy người, mới có kẻ khóc người cười, cũng là nhân quả kiếp người đã gieo. Hoan hỷ chào đón quý cô bác, các anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Kênh Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác, anh chị có một ngày nhận được thật nhiều niềm vui, phước lành, sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc, viên mãn. Lời đầu tiên, ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác, anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhờ có sự đón xem và theo dõi của quý cô bác, anh chị nên kênh Minh Đường Tử Vi ngày càng phát triển và đang góp một phần nhỏ để thực hiện được ước nguyện về việc gieo duyên, phước lành, phước báo đến trong những mảnh đời khó khăn có cơ hội được diễn ra suôn sẻ. Công đức vô lượng này xin được hoan hỷ cho tất cả các quý cô bác, anh chị đã đăng ký kênh và theo dõi, xem kênh video ngày hôm nay. Quý cô bác đừng quên nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận vô cùng giá trị bên dưới video. Những nội dung Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác, anh chị trong video chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác, anh chị lấy lại được tinh thần, động lực để đời sống được bình an, hạnh phúc viên mãn. Theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi, như quý cô bác anh chị đã được biết, thì theo luật nhân quả thành, công hay thất bại, đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện, giúp đỡ người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Thứ hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an, thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng đến thiện, biết điều chỉnh hành vi và thái độ, ắt sẽ có được cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước của các quý cô bác, anh chị. Quý cô bác, anh chị tuổi Đinh Mùi có biết không, khi quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi bước sang tháng 8 âm lịch trong năm 2024, vận trình có cả hung lẫn cát, nhưng hung cát ở đây còn phụ thuộc vào các quý cô bác, anh chị tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi luận giải ra đại cát thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận giải vào đại nạn thì bản mệnh tuổi Đinh Mùi cũng có thể biết trước được, thiên cơ có thể xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này chúng ta còn chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn mong có thể cầu nguyện cho quý cô bác, anh chị luôn giữ cho mình được một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để lắng nghe, giúp đỡ những câu chuyện của quý cô bác, quý anh chị. Hãy hoan hỷ đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập một chút động lực, giúp đời, giúp người, quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường xin cảm ơn thiện tâm của quý cô bác, anh chị. Anh chị thân mến, người tuổi Dê sinh năm 1967 cần phải nhớ, sẽ không có ai đến cứu anh chị cả, sẽ không ai quá là quan tâm. Chỉ có anh chị tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Tuy nhiên, có bốn điều kiêng kỵ mà tuổi Đinh Mùi chưa biết, nó chặn đứng tiền tài, danh vọng của bản mệnh. Đinh Mùi chưa thể thành tựu vinh hoa, ngược lại, còn rất khổ cực và vất vả. Nếu biết được bốn điều này, giàu sang phú quý sẽ trong tay của tuổi Đinh Mùi, chỉ là Đinh Mùi có muốn hay không thôi. Thưa quý cô bác, anh chị tuổi Đinh Mùi thân mến, có một vài lời từ tận đáy lòng dành cho Đinh Mùi là như thế này. Trong cái điểm trũng của giai đoạn 2020 đến 2024, Đinh Mùi chỉ nên thong dong làm những công việc đã quen thuộc, không nên liều lĩnh ham việc vì hạn lắm, khi đó sẽ phải trả giá. Đang định dạng cơ hội tưởng là vận may mà liền nắm lấy xong xuôi thì lại biết vậy, chẳng cầu may. Dĩ nhiên quá khứ không thể thay đổi được, cái gì đã mất tạm thời không cần tiếc nuối, cái gì đã qua tạm thời không cần nhớ lại. Vì 2024 này là cái giai đoạn mà Đinh Mùi cần nhìn nhận lại một vài thứ, bao gồm tổng quan công việc, tổng hòa các mối quan hệ, tổng quát lại đường đi và tổng thể lại cuộc đời. Tại vì từ mai trở đi, tuổi Đinh Mùi sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất, lóng lánh nhất, hoàng kim nhất trong cuộc đời. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết dưới đây, xin mời các quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Với đặc tính ôn hòa,
Người tuổi Đinh Mùi có thể kết bạn được với những người mạnh mẽ, biết khống chế họ. Họ phải làm việc ở trong những nội quy nghiêm khắc mới có thể phát huy được hết sở trường. Thái độ nghiêm khắc và cưỡng chế của các đồng sự sẽ giúp Đinh Mùi ta nâng cao được hiệu suất lao động. Họ là những người không quen với việc quản lý, dẫu đầu là sự cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi phải gánh vác với nhiều trách nhiệm, những người tuổi Mùi thường thích được che chở, bao bọc, nâng niu và chiều chuộng. Họ luôn sống với một thái độ bình thản, chậm rãi, biết hưởng thụ vẻ đẹp tự nhiên và cuộc sống. Họ luôn ao ước cảm nhận được sự tuyệt vời từ nghệ thuật như âm nhạc, hội họa. Hầu hết những người thuộc cung mệnh này đều có xu hướng thiên về gia đình. Họ tìm thấy sự hứng thú, đam mê trong việc trang trí nhà cửa, làm bánh, cắm hoa, nấu ăn. Họ thiên về những gì truyền thống, thích vẻ đẹp kín đáo mà tinh tế. Họ thường chỉ thích những sự dễ dàng, nhẹ nhàng. Vì thế họ rất ưa chuộng những thứ máy móc, tiện nghi, giúp họ giảm bớt việc nhà và có thời gian theo đuổi những đam mê nghệ thuật. Chủ kiến của những người này thường có những cách thể hiện mâu thuẫn khác nhau. Những lúc gặp khó khăn hay đau khổ, họ luôn giữ chặt tình cảm trong lòng, cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài để người khác hiểu, thậm chí kể cả những bực tức trong lòng. Lúc còn nhỏ, người tuổi Đinh Mùi luôn được bố mẹ yêu chiều, nên người Trung Quốc tin rằng tuổi của họ sẽ mang lại hạnh phúc. Vì họ có tấm lòng lương thiện, thuần khiết, đồng thời họ còn là những người khẳng khái, hào phóng. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, cháy túi, thì hãy tin rằng người bạn của tuổi Đinh Mùi sẽ là người quyết không để bạn rơi vào cảnh túng quẫn mà không quan tâm. Chỉ cần ai gặp khó khăn là họ sẵn sàng bứu tiền giúp đỡ. Cuộc đời của những người tuổi Mùi phải có ba cái lớn: ăn uống, nhà ở và quần áo. Cho dù có đi đến đâu, họ vẫn rất muốn được giao tiếp với mọi người. Những ai muốn hợp tác với họ đều nhận được sự đối đãi tử tế. Không những thế, những người tuổi Mùi còn nói lên sau này anh ta nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Không những nhận được tình yêu của người bạn đời mà còn được họ hàng thân thích yêu mến. Tiếp theo là tổng quan vận trình 4 phương diện của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch, nhiều tín hiệu tốt, gặp dữ quá lành, cục diện tháng mới có nhiều khởi sắc, là một tín hiệu tốt với người tuổi Đinh Mùi. Ở thời điểm cận kề cuối năm này, bản mệnh có tam hợp che chở, tuy vẫn còn tiềm ẩn một vài khó khăn, nhưng nhìn chung gặp dữ quá lành, mọi vấn đề đều sẽ giải quyết một cách hợp lý. Tháng 8 năm 2024 âm lịch này, sự nghiệp của những chú dê có những bước phát triển tích cực và rõ rệt, công danh đang trên đà tăng tiến, hứa hẹn mức lương thưởng cũng sẽ lên theo. Bạn làm việc hiệu quả, có thái độ tích cực, nên cũng không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Về tài lộc, tháng này tuổi Đinh Mùi cũng không phải lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào dù là chính tài hay thiên tài. Việc đầu tư, quản lý tài chính hay chi tiêu tiêu dùng đều được kiểm soát tốt, đưa ra những quyết định sáng suốt. Người làm ăn kinh doanh dựa vào nhân duyên tốt mà tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, lợi nhuận tăng vọt. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được mối lương duyên trong tháng này, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lẻ bóng hiện tại. Trong khi đó, người đã có đôi cũng trải qua quãng thời gian ngọt ngào và lãng mạn trong suốt cả tháng. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết, do tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, tuổi Đinh Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Công việc bận rộn và căng thẳng có thể gây tổn hại cho cơ thể và tâm trí, vì vậy Đinh Mùi cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi trong tháng mới được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này bạn có thể mạnh dạn mưu sự triển khai các kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công là khá cao. Khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đầu chỉ bảo kịp thời, do vận quý nhân cũng đang trên đà tăng cao. Bản mệnh là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng người của lãnh đạo. Do đó công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào.
Nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực, không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức các sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, những chú dê có thể nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của con giáp này. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở tuổi Đinh Mùi vẫn cần lưu tâm đến những mối nguy, rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách bạn bảo vệ bản thân trong tháng này. Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân, tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu trong nghề nghiệp. Trong tháng 8 âm lịch này, đồng thời bạn cần chuẩn bị tâm lý về việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tử vi tài lộc. Tử vi tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng 8 năm 2024 âm lịch cho biết, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Đinh Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này bản mệnh không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào, dù là chính tài hay thiên tài. Người làm công ăn lương hứa hẹn có thể ký kết được nhiều hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận. Việc đầu tư, cân bằng thu chi là điều đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch về phương diện tình duyên cho biết, chuyện tình cảm của những chú dê đó nhiều tin tức tốt lành trong tháng này. May mắn về tình duyên sẽ đến nhờ những nỗ lực của con giáp này. Đời sống tình cảm của tuổi Đinh Mùi ngày càng thăng hoa. Người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Tử vi sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi bình ổn trong tháng 8 âm lịch này. Có điều, dưới sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, tuổi Đinh Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là cần chú ý nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, sau đó các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Tử vi từng tuần của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Tuần đầu tiên, từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi may mắn gặp được các tinh thiên đức, cho nên có thấy khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn nên làm việc có đầu có đuôi, có thể nhìn rõ kết quả ngay sau đó. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội để phát triển thuận lợi hơn trong tương lai, nên nắm chắc cơ hội này. Đầu tuần sẽ là thời điểm dựng dẫn nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng để sức sáng tạo hết mình cho công việc, như vậy bạn mới có thể thiết lập trong bước đi dài hơn. Từ nửa cuối tuần trở đi thì bạn lại lên tỉnh lại một chút, chú ý kiểm tra lại những chi tiết để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy đến. Về chuyện tình cảm, tử vi tuần mới cho thấy lứa đôi rất hòa thuận và yêu thương khăng khít. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ:
Tý, Dậu, Hợi, con số may mắn 5, 7, 05, 49 và 86, nữ 8, 63, 31 và 12. Tuần thứ hai, từ mùng 7 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 âm lịch. Sao Tử Vi xuất hiện trong tuần mới của tuổi Đinh Mùi cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt được hiệu quả cao bất ngờ. Cơ hội này để con giáp này thăng tiến chức không còn xa nữa. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, điều này cũng đòi hỏi bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để tận dụng tốt và phát huy năng lực một cách tối đa để không tự đánh mất lợi thế của mình. Ngoài ra, Đinh Mùi cũng cần đề phòng họa tiểu nhân rình rập, phá hoại những điều mà bạn phải vất vả lắm mới xây dựng được. Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành, bởi đó là thời điểm nhiều các tinh tề tựu mang tới cho bản mệnh may mắn ở phương diện tài lộc. Để nắm bắt được thời cơ, bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc, đừng bỏ lỡ cơ hội để cải thiện cả nguồn thu tài chính lẫn nguồn thu phụ nhé. Tuần này, tuổi Đinh Mùi có vẻ tập trung chủ yếu cho công việc, nên đôi chút sao nhãng trong tình yêu hay các mối quan hệ bạn bè. Bạn nên phân bổ thời gian hợp lý hơn, chăm sóc, kết nối trong công việc, cuộc sống của mình, đừng để đến khi nhìn lại, chẳng có ai bên cạnh. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất. Con số may mắn nam 4, 57, 78 và 26, nữ 2, 89, 04 và 43. Tuần thứ 3, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Đinh Mùi không mấy khả quan, trong tuần bị tiểu hao tác động, bởi có thể bạn sẽ phải đối mặt với vận đen từ trên trời rơi xuống, có thể bạn còn phải dùng tiền để giải quyết nữa đấy, hãy cẩn trọng trong mọi vấn đề. Về sự nghiệp, tính chất công việc lặp đi lặp lại khiến bạn ngày càng cảm thấy nhàm chán với những gì mình đang làm và vô cùng muốn bứt phá, tìm một lối đi riêng. Nếu đã thử thách và cải thiện tinh thần làm việc nhưng không có hiệu quả, nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc này, đừng ngại ngần, từ bỏ, tìm cho mình một lối đi riêng. Trong tuần, tuổi Đinh Mùi cũng cần chú ý tới sức khỏe. Thời gian qua, có vẻ con giáp này đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, gây hao tổn sức lực khiến cho tinh thần giảm sút trầm trọng. Thế nhưng dù là gì chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng nên kéo dài tình trạng này. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đỏ, trắng, quý nhân phù trợ thìn, thân, hợi, con số may mắn nam 4, 29, 97 và 44, nữ 2, 63, 11 và 58. Tuần cuối cùng, từ ngày 23 tháng 8 đến hết tháng, chịu ảnh hưởng cuộc dịch mã động tinh, người tuổi Đinh Mùi có sự năng động, xông xáo hơn trong công việc. Điều này mang tới cho bạn thêm những cơ hội để thể hiện mình, cũng như phát huy hết những thế mạnh tiềm ẩn trước đó chưa có dịp bộc lộ. Hãy cố gắng tận dụng tối đa những lợi thế mà bạn đang có. Không chỉ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, bạn còn có thể gặp được các đối tác hay bạn bè, người có quyền có chức, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Họ chính là những quý nhân đem đến cho bạn nhiều may mắn trong cuộc sống và sống đạt được mục tiêu của mình. Tuổi Đinh Mùi cũng nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm lứa đôi thì mới có thể giành được hạnh phúc cho mình. Nếu đã có đối tượng ưng ý, bạn nên tạo cơ hội để hai người được tương tác và hiểu thêm về nhau bằng cách tìm kiếm những chủ đề chung để cả hai cùng thấy thoải mái. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, con số may mắn, nam, 1, 54, 32 và 67, nữ, 5, 86, 46 và 20. Dân, quý cô bác anh chị thân mến, rất nhiều quý vị khán thính giả
đặt ra câu hỏi cho Minh Đường Tử Di rằng: tại sao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà vận số mỗi người lại khác nhau? Người thì giàu nước đố đổ dách, kẻ lại nghèo hèn hết phần thiên hạ. Vậy thì xin trả lời quý vị như sau: tuy rằng sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, thậm chí là anh em sinh đôi, cùng cha, cùng mẹ, cùng sống chung một ngôi trường, một mái nhà, mà mỗi người lại có số phận khác nhau, bởi do sinh khác nhau, mỗi giờ sinh lại ứng với từng chòm sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận số cũng khác nhau. Dưới đây, Minh Đường Tử Di sẽ luận giải chi tiết vận số của từng giờ sinh, theo thuyết Tử Di ngũ hành như sau. Vận số của người tuổi Mùi qua giờ sinh. Sinh giờ Tý, tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Theo ngũ hành, thổ khắc thủy, nên tuổi Mùi mệnh thổ, khắc chế Tý mệnh thủy. Sinh vào giờ này, người tuổi Mùi có vận số hao tốn tiền của. Nhưng do có sao Nguyệt Đức, sao tốt chiếu mệnh, nên mọi việc xấu đều có thể giải quyết, giải hóa được. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Mùi mệnh thổ, ngang với Sửu mệnh thổ, cho nên những người sinh vào giờ này thường có suy nghĩ logic và lối sống khoa học, nề nếp. Trong cuộc sống, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, nhưng đôi khi bị hao tốn tiền của, dễ bị mất mát tiền bạc và những thứ không đâu. Sinh giờ Dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Mộc khắc thổ, nên Dần mệnh mộc khắc Mùi mệnh thổ, do có sao Tử Di chiếu mệnh, nên những người sinh vào giờ này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc, cũng như con đường về công danh, sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên đôi lúc vướng phải các vụ kiện tụng, nhưng đều được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Mão mệnh mộc, khắc chế Mùi mệnh thổ, sinh vào giờ này người tuổi Mùi được sao thiên tướng chiếu mệnh. Chính vì thế mà họ là những người có quyền lực, địa vị, thế lực vững trải trong xã hội. Sinh giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Thìn mệnh thổ, ngang với Mùi mệnh thổ, do có sao tốt chiếu mệnh, nên hầu hết những người tuổi Mùi sinh giờ này đều có vận số tốt đẹp. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Do quả sinh thổ, nên Tỵ mệnh quả sinh Mùi mệnh thổ, do có sao Dịch Mã chiếu mệnh, nên người sinh giờ này có số ly hương, phải rời xa gia đình. Sinh giờ Ngọ, tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi này biết cách nắm giữ và dung đắp hạnh phúc gia đình, vì vậy hôn nhân của họ luôn kéo dài. Sinh giờ Mùi, tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Thông minh, nhanh nhẹn hơn người, họ là những người con có nghĩa khí. Sinh giờ Thân, tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Do thổ sinh kim, nên Mùi mệnh thổ sinh thân mệnh kim, có vận trình suôn sẻ, thuận lợi, mưu sự ắt thành. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Gặp may mắn, nhưng cuộc sống không mấy ổn định, số phận phải lao đao, vất vả. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Do sao Cẩu Giảo chiếu mệnh, nên người sinh giờ này thường gặp rắc rối. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Do thổ khắc thủy, nên Mùi mệnh thổ khắc chế Hợi mệnh thủy, người sinh giờ này có số phận không được tốt. Dân, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã quan tâm đón xem video của ban biên tập chương trình. Kính chúc quý cô bác, anh chị cùng toàn gia chung năm Giáp Thìn, phúc khang an thái, phúc lai tài tống, phúc lộc tự dân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.